Chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng Sáu Bán Hàng Sáng. Thì trong video báo giá ngày hôm nay lên sóng với anh chị em và các bạn một con Wenfa nhé. Con này thì tầm đời 23 anh em ạ. Tầm đời 23, giá cũng mềm anh em. Giá cũng mềm, nói chung là cái dàn áo dàn chân thì em nhìn thấy con nét lắm. Dàn chân với nhìn căm đùm liền là còn vàng lắm anh em, còn tươi lắm, áo sống tem bọc các thứ là bình xăng bình đồ là cũng còn khá là đẹp. Đấy. Con này thì 60B9, 13 triệu rưỡi ha, 2077. Đó, thì con này máy móc zin, dàn chân dàn áo em thấy cũng rất là đẹp đấy, thì tầm giá này thì anh em tham khảo nhé, coi kỹ hết video xem là cái chất xe ok không. Nếu mà được thì anh em liên hệ với Hoàng Sáng qua cái đầu số là 0983533445 nhé. Bên em có ship xe cho cả nhà nhé, có ship xe nhé. Anh em nào ở xa mà đang thích với cái dòng quay máy 100 á, thì có thể là tham khảo lấy cái này nhé. Nói chung là máy 100 á, thì nó rất là gọi là rất là mượt anh em, rất là ngọt và mượt đấy, chứ không phải giống như thằng 110. Thằng 110 thì anh em chạy nhiều anh em sẽ chê nó so với thằng máy 100, nhưng mà cái thằng máy 100 này thì anh em biết này, nó rất là ngọt và mượt à. Nó không yếu nha mọi người, nó không yếu nha, tầm máy 100 thì nó chỉ vậy thôi mọi người, nó không yếu đâu, nhưng mà nó êm ái, nó mượt mà anh em, cảm giác anh em chạy nó sẽ sướng à. Bởi vậy sao cái dòng xe này nó vẫn còn giá trị, nó vẫn có cái giữ giá được anh em ha. Đấy, con này thì chi tiết cho anh em ha. Anh em nào quan tâm xe thì nhắn lại em hỗ trợ cho, quan tâm xe nhắn lại em hỗ trợ. Đèn đồ là sáng lắm anh em, đèn đồ là sáng lắm, đèn nó còn khá là sáng. Đấy, bác nào quan tâm xe thì nhắn em. Honda. Dè bựng này có giọng rồi sao anh em ơi, nhìn bóng lóa đẹp lắm. Nhưng mà nói chung bây giờ hiện trạng nó như thế này thì em cứ báo lên cho anh em nhé. Đó, nhưng mà nó là đẹp, là liền xe. Đấy thì anh em yên tâm, rất là đẹp. Và xe rất là đẹp và liền xe. Đấy, còn dàn chân này thì không dặm này. Đấy, nguyên cái chỗ này là không chi dặm, này. Căm còn rất là tà vàng này. Đó, căm là vàng là tươi này. Đó, căm là vàng tươi nhá. Điền căm đồng điền là oxy thôi. Vàng tươi. Đó. Theo năm tháng à, nói chung là những cái chi tiết này thì nó theo năm tháng thôi. Em bác nào quan tâm xe thì nhắn em hỗ trợ cho, để trả góp ship xe này. Đây anh em, cần chi tiết thông tin gì hay là tầm giá bao nhiêu thì anh em cứ nhắn lại em hỗ trợ nhé. Con này thì 13 năm, còn bớt cho anh em à, tầm 2-13. Máy móc thì zin, dàn chân dàn áo thì em thấy là đẹp anh em. Tem dán lại, tem zin của nó đấy, nhưng mà có dặm, áo giống như kiểu có dặm này, có phớt này cho anh em ơi. Nhưng mà nó cũng được anh em ạ, nó còn đã bóng còn đẹp, quan trọng nhất là bây giờ anh em đi tốt trong bền thôi. Ví dụ như có dặm tốt thì cũng không vấn đề, tại vì xe cũ mà ít nhiều nó cũng có xe chảy xước xước sát gì đấy. Máy zin êm máy nhẹ nhàng cho anh em được rồi. Lốc hai bên. Độ máy em nghe ha. Trời ơi. Êm lắm anh em. Nói chung là máy 100 nó êm lắm, nổ dàn hơi nó chắc lắm. Nghe êm nhẹ nhàng. Em đồ cả cóc lắm, để đi qua kia em đổ máy cho anh em nghe nó rõ hơn. Đó, cần chi tiết gì anh em, 23 đem lên số này. Ốc tán này. Chỗ đuôi này có giảm nhẹ rồi. Tem bọc các thứ. Tem. Anh bác nào quan tâm xe nhắn chi tiết em hỗ trợ cho. 13 triệu rưỡi này. 13 triệu rưỡi 60V9 2077 này. Đấy. Anh em nào quan tâm xe thì nhắn chi tiết lên cho em ha, nhắn chi tiết lên cho em. Áo. Liền xe lắm, áo còn liền và đẹp lắm anh em. Vô bọc các thứ này. Dàn chân này. Gấp này, đùm này.
vọng nguyên cây anh em ha. Ủa, lốc các thứ thì nói chung là quay sơ lược cho anh em xem xe, anh em đánh giá nhé. Anh em xem xe, anh em đánh giá giúp em. Nhẹ cho mọi người nhé, anh em nhìn tham khảo từng chi tiết này, từ bình xăng đến bình đồ các thứ này, hãy tham khảo từng chi tiết, có gì thì gọi cho em nhé, 0983 533 445. Bên em thì trả góp xích xe đầy đủ hết mọi người, trả góp xích xe đầy đủ hết, xe thì sang tên cũng gốc được nha mọi người, 13 triệu rưỡi.